Hello, xin chào các bạn. Đây là tô phở mình mới nấu, rất là thơm và ngon luôn. Thì ở nhà mình nấu rất là tiện lợi, các bạn khi nào mình muốn ăn á thì mình có thể ăn sáng, ăn trưa đều được. Và đặc biệt thì rất là ngon, lại bổ lại rẻ nữa ha. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để nấu phở bò bữa nay các bạn. Thì ở đây mình có 5 kg xương bò, mình đã rửa sạch qua nước sôi rồi. Thì mình lấy một ít để tượng trưng. Và có 3 củ hành trắng, 200 g gừng, 700 g thịt nạm, nửa ký tái ha. Thì mình có thể dùng loại tái nào cũng được. Thì nhà mình dùng loại tenderloin này, nó mềm, nó ngon. Một phao bò viên ha. Thì gia vị đi kèm thì mình có 3 muỗng rưỡi muối, 2 muỗng rưỡi đường và 50 g thường phèn, nửa muỗng canh bột ngọt, có hành ngò, hành trắng mình sắc sẵn rồi ha. Gia vị để nấu phở thì mình dùng cái loại này các bạn, cái loại này thì người ta làm sẵn rồi, thì những cái siêu thị châu Á thì nó bán rất là nhiều hiệu, thì mình thì dùng hiệu này. Thì mình có ăn kèm với phở thì mình có giá, ngò gai, chanh, ớt. Và thường á, ở nhà mình dùng loại bánh phở này là bánh phở đông đá, bánh phở tươi ha, về mình chỉ rửa và mình trụng là mình ăn hả các bạn. Giờ sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Thì bây giờ mình bắt một cái nồi nước sôi lên đó các bạn. Thì nồi nước này thì mình nãy mình đông là 7 lít nước ha. Bây giờ mình bỏ xương vào. Thì bây giờ mình bỏ vào đây một muỗng canh đường và một muỗng canh muối ha. Thì mình chờ cho nó sôi mình vớt bọt. Thì bây giờ cái nồi phở của mình nó đã sôi thì mình vớt bọt ha. Thì cái phở bò này, cái xương bò thì mình hầm khoảng từ 6 tiếng trở lên á, thì cái xương nó mới ra được hết cái chất ngọt các bạn. Thì nồi phở của mình nó mới ngon. Nhưng mà lúc mà mình hầm xương á, thì các bạn nhớ bỏ cái lửa thấp thôi ha. Thì khoảng số 1,5 đến 2 thôi. Có quá cao thì nó sẽ bị đục nước và sẽ không ngon. Bây giờ thì mình hạ lửa xuống còn 1,5 các bạn. Giờ mình để một chiếc đũa như thế này ha, mình đậy nắp lại. Thế này thì thứ nhất là nó ra được cái chất ngọt của xương, và thứ hai là nó không có sôi quá thì đục nước. Và thứ ba nữa thì nó không có ra nhiều cái hơi á, thì nó sẽ đỡ hôi cái nhà các bạn. Bây giờ mình bắt cái dĩ lên cái lò ha các bạn, và xong mình để miếng giấy bạc lên. Mình sẽ nướng hành với gừng. Mình chẻ gừng ở làm hai ha. Củ hành mình cũng chẻ làm hai, mình nướng cho nó nhanh. Gừng với hành mình nướng hơi cháy cháy như thế này là được nha các bạn. Thì mình nướng hơi cháy cháy á, khi mình nấu phở á, thì nó dậy lên cái mùi phở rất là thơm và ngon. Cái nồi phở của mình nãy giờ mình hầm được 1 tiếng rồi nè các bạn. Thì các bạn thấy nước đó, nó hơi sụt xuống một chút xíu. Và mình vớt bọt thì nước đó bắt đầu ra mỡ, trong rất là thơm rồi. Thì bây giờ mình bỏ cái củ hành với lại gừng hồi nãy mình mới vừa nướng không xong đó. Bỏ vào nồi phở luôn ha. Trong cái hộp gia vị này thì trong đây nó có 2 cái túi. Thì người ta đã rang sẵn rồi, người ta bỏ sẵn trong cái túi. Thì dưới khoảng 7 đến 8 lít nước thì mình dùng hết cả 2 túi luôn nha các bạn. Thì mình bỏ vô từ bây giờ. Thì bây giờ mình dặn lửa rất là nhỏ, khoảng số 1, 1,5 thôi. Và mình đậy nắp hơi hí hí như thế này. Thì mình hầm thêm khoảng 5 tiếng nữa ha. Rồi, và bây giờ thì mình cắt tái các bạn. Miếng tái này hồi nãy là thịt tươi cho nên mình bỏ vô tủ đông đá là khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thì bây giờ nó khô lại, nó cứng, nó dễ cắt hơn. Cắt làm hai ha. Tại cái loại thịt này rất là mềm cho nên mình cắt không có mỏng lắm. Mình cắt hơi dài chút xíu. Khi mà nó vừa chín thì nó sẽ ngọt miếng thịt hơn ha. Và các bạn nhớ cắt thịt tái thì nhớ cắt theo cái sớ ngang ha, thì nó sẽ mềm. Mình đã có dĩa tái rất là ngon luôn. Sau 6 tiếng hầm xương thì nồi phở của mình bây giờ nó như thế này các bạn. Các bạn thấy mỡ nó tươm lên, vàng ươm.
và nước thì trong khe ha, là tại vì mình dặn lửa nhỏ đó, cho nên cái nước nó không có bị đục. Thì hồi nãy mình vớt cái mỡ ra bớt rồi, thì bây giờ mình bỏ miếng thịt nạm vô á, mình luộc ha. Thì mình luộc cái này khoảng 1 tiếng nữa là coi như là nồi phở mình đã xong đó các bạn. Khi nạm chín là nồi phở mình xong ha. Thì bây giờ mình vẫn để lửa nhỏ, thì mình đậy cái nắp như thế này cho cái nước nó đỡ có bốc hơi lên và thịt thì nó mau chín, mau mềm hơn. Sau 1 tiếng luộc nạm thì bây giờ miếng thịt nạm của mình nó đã chín rồi. Nếu mà các bạn nào muốn ăn mềm thì mình luộc lâu hơn chút xíu nữa ha, thì mình thịt luộc ăn nó còn hơi cứng cứng mà nó sẽ ngọt hơn. Thì bây giờ mình vớt hết xương, hành, gừng và gia vị ra hết luôn các bạn. Thì bây giờ mình đã vớt sạch xương và gia vị ở trong nồi rồi các bạn. Thì nước nó đã thụt xuống còn lại hơn phân nửa. Thì mình đổ thêm khoảng 2 lít nước nữa. Và mình dặn lửa cao lên ha. Bây giờ thì cái nồi nước phở của mình nó đã sôi rồi các bạn, thì mình vớt cái bọt đi ha. Nhưng mà các bạn nhớ chừa lại một chút xíu mỡ, tại vì phở thì nó phải có cái mỡ thì nó mới giữ được mùi thơm với giữ được nóng cho cái tô phở của mình. Thì mình vớt bọt xong thì mình nêm đường phèn với đường còn lại đó, cái phần còn lại các bạn, bột ngọt ha. Là muối. Bây giờ thì mình quậy đều lên, em ném lại là coi như nồi phở của mình đã hoàn tất rồi đó các bạn. Bạn nhìn thấy nước phở rất là trong, thơm và ngon. Cái nồi phở của mình là 9 lít nước nha các bạn. Với một cái số gia vị như thế thì mình dùng là 9 lít nước. Thường thì mình nấu rất là nhiều. Nhà mình thì ít người cho nên mình sẽ bỏ vào những cái hộp và đông đá. Khi nào ăn thì mình cứ đem ra. Thì mình cứ luộc thịt hay cắt tái là mình có thể có tô phở thơm lừng vào buổi sáng hay buổi trưa rồi ha. Đây là miếng thịt nạm mình mới vừa luộc xong nè các bạn. Hơi mỡ một chút xíu nhưng rất là ngon ha. Cái này là cái gầu đó, nếu các bạn nào thích ăn thì mình cắt lại ăn giòn rất là ngon, béo nhưng mà hơi bị mỡ. Cái nạm mà mình mua mà lựa có chút xíu mỡ như thế này các bạn, ăn rất là béo và ngon ha. Cái này là kêu là gầu đó các bạn. Đây là bò viên các bạn, thì các bạn ăn bao nhiêu mình cắt bao nhiêu ha, đừng có cắt nhiều quá để lâu thì nó không có ngon. Coi như phần chuẩn bị thịt của mình đã hoàn tất. Cái bò viên này mình bỏ vô trong cái nồi phở cho nó nóng các bạn. Bây giờ thì cái nồi nước để trụng bánh phở của mình đã sôi ha, mình bỏ vô mà trụng bánh phở. Mình quậy chừng dài vào, mình để cho nó nước nó ráo là được rồi. Đổ vào tô ha. Thì bây giờ mình chất cái thịt nạm vào trước. Sau đó mình bỏ tái vào. Tái thì mình chất riêng riêng ra để khi mình chế nước thì nó vừa chín thì nó sẽ ngon hơn, chứ mình đừng có làm một chỗ thì nó sẽ bị không có chín đều.
Bây giờ mình chế nước vào ha. Nếu các bạn nào muốn ăn chín thì mình chế ở trên cái sạch tái rồi cho nó chín luôn cái tái. Sau đó thì mình bỏ hành trắng, hành ngò lên các bạn. Mình có một tô phở rất là hấp dẫn ha. Rất tiện cho gia đình mình để ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều cũng rất là tốt luôn các bạn. Và đặc biệt rất là thơm ngon. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích, xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.